Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà trở lại với kênh Nhịp sống Sài Gòn của mình nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái dịp đi qua Phú Quốc. Và hôm nay Nam cũng chia sẻ với cả nhà một khu du lịch Suối Tranh. Nếu mà chúng ta đi từ cái bến tàu Thạnh Thới qua thì chúng ta sẽ cách đây cũng tầm khoảng 3 km thôi cả nhà. Cả nhà gửi theo cái định vị là khu du lịch Suối Tranh ha. Thì đến đây thì chúng ta sẽ phải leo núi nè, rồi vượt qua những con đường đèo dốc ha. Ở đây thì từ bên ngoài chúng ta sẽ đi vào bên trong thì cũng tầm khoảng 2 km nha cả nhà, đi từ những cái con suối nhỏ bên thấp phía dưới chúng ta lên ở trên. Đó là một con suối rất là đẹp, đẹp đúng như là suối Tranh, đẹp như tranh vậy cả nhà. Bây giờ thì mình đang leo xuống suối nè, và cả nhà thấy không, ở đây có một cái nguồn nước suối từ ở trên thượng nguồn đổ về rất là mát rồi cả nhà. Chúng ta có thể tắm ở khu vực này hoặc là chúng ta đi lên trên để tắm ha. Ở đây có anh chị muốn tắm hoặc cho các trẻ em nhà mình muốn tắm thì chúng ta mang đồ tắm ở đây, tắm ở những cái khu vực này nó cạn và nó cũng không có nguy hiểm ha. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ leo qua những cái tảng đá và chúng ta đi thì chúng ta cũng cẩn thận. Ở đây thì có rong rêu nha, có những chỗ thì cũng nó cũng trơn trượt đó, những chỗ mình nó có đồ bám mà chúng ta đi, chúng ta lựa những cái giày nào đó nó có đồ bám thì chúng ta đi lên đây cũng được nha. Nhân tiện đây thì Nam cũng chia sẻ thêm với cả nhà lộ trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta sẽ định vị đi về Hà Tiên. Trước thì chúng ta đi Sài Gòn Trung Lương, sau đó chúng ta rẽ vào vào tuyến Trung Lương Cần Thơ, chúng ta đi về Cần Thơ, sau đó thì chúng ta lên tuyến cao tốc Rạch Sỏi. Sau đó thì chúng ta sẽ đến Hà Tiên. Ở đây thì Hà Tiên thì chúng ta tìm đến cái bến phà Thạnh Thới nha cả nhà. Tại vì bến này Nam cũng có đi rồi, có một chuyến 6 giờ sáng thì đi có 1 tiếng rưỡi vào Phú Quốc thôi. Ở đây thì Nam đi chuyến thứ hai thì mất tầm 2 tiếng rưỡi. Còn một bến phà nữa thì đi tính tầm 3 tiếng đến 4 tiếng nha cả nhà. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái bến phà Thạnh Thới để chúng ta đi nhanh hơn nha. Thì trên đây thì phà này thì có cái biểu phí cho những cái xe 7 chỗ bán tải thì nó tầm 1,1 triệu, những cái xe 4 đến 5 chỗ khác thì nó cũng tầm khoảng 800 ngàn. Người thì 180 một vé trên người, xe thì bao gồm chỗ có tài xế rồi ha. Chúng ta đi xe ô tô con thì chúng ta lùi bên sau để tránh cái trường hợp là máy hôm biển nó sóng thì nó sẽ phủ lên xe và mất công về chúng ta phải rửa xe nha. Bây giờ thì mình lùi sâu xe vào bên trong. Và vì vậy thì chúng ta lại đi phà mất khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó chúng ta lên phà và chúng ta định vị khu du lịch Suối Tranh. Thì cách bến phà đâu cũng tầm 3 đến 5 km trở lại thì cả nhà. Chúng ta vào đó chúng ta tham quan ở đó thì chúng ta sẽ trải nghiệm leo trên leo núi nè, rồi tắm suối, rồi có một cái chiêm ngưỡng một cái thác rất là đẹp, đẹp như tranh luôn. Ở đó thì Nam thấy mọi người cũng đến đó để mà tham quan, nghỉ dưỡng cũng giống như là picnic tại nơi này nha. Khi chúng ta qua phà thì bên đội ngũ phà cũng có rửa xe chúng ta, xịt nước cho bề kính nước muối này kia cho nó sạch sẽ cả nhà. Trong kế hoạch ngày hôm nay thì buổi sáng thì mình sẽ ghé qua khu du lịch Suối Tranh trước. Sau khi tham quan ở đây thì chúng ta lại tiếp tục buổi trưa tại khu biển Phú Quốc Bãi Sao nha. Một trong những cái bãi rất là đẹp tại Phú Quốc, có một cái bãi biển rất dài, cát trắng muốt luôn cả nhà. Có những cái hàng dừa đung đưa và ở đây thì có các hoạt động, ví dụ như là chúng ta có thể đi cano nước nè, rồi cano, rồi dù bay, rồi có cái biểu giá hết. Và chúng ta đến đây tùy theo cái khả năng mà chúng ta mạo hiểm, rồi chúng ta cảm giác mạnh thì chúng ta có tham gia những trò chơi ở đây nha. Rẽ phải, sau đó bạn sẽ đến điểm đến của mình. Và bây giờ thì xe của chúng ta đã đến chỗ khu du lịch Suối Tranh rồi cả nha. Chúng ta sẽ đậu vào trong bãi xe ở đây rất là mát, chúng ta không phải trả phí. Chúng ta qua mua vé. Ở đây giá vé thì cũng có 30.000 cho người lớn và 20.000 cho trẻ em. Và chúng ta có thể đi chơi ở đây, cắm trại đây cả ngày luôn nha cả nhà. Và ở đây thì chúng ta có thể có dịch vụ chúng ta tự tắm, chúng ta có thể tự mang đồ ăn vào đây thì không phải thu phí. Nữa sau chúng ta ăn uống trong đó chúng ta dọn dẹp giữ vệ sinh chung là được. Nam thấy mọi người cũng đến đây rất là nhiều. Có một cái suối chúng ta có thể tắm cho người lớn, trẻ em gì đó. Rồi sau khi chúng ta xuất vé thì chúng ta đi vào ở trong. Phía trước thì chúng ta sẽ có những cái khu vườn, có những cái tiểu cây, tiểu cảnh nè, rồi hàng hóa lưu niệm, rồi những cái nơi trưng bày những cái đồ gỗ mỹ nghệ gì đó rất là rộng lớn nha cả nhà. Đầu tư Nam thấy rất là hoành tráng nhưng mà cái giá vé thì cũng rất là rẻ luôn.
chúng ta có thể đến đây đi tham quan rồi chụp ảnh check-in gì đó rất là đẹp. Và đây là có một cái cầu đi qua một cái gọi là một cái hang núi này cả nhà. Nó có cái tích gì đó nào cũng chưa rõ lắm, thấy có rất nhiều cái những cái hình ảnh ở đây nè. Đó. Có lẽ là cũng tích về những cái người dân tộc rồi những cái tục lệ gì đó. Đó. Họ đang giao lưu rồi giá gạo gì đó cả nhà. Đó. Chúng ta đến đây chúng ta sẽ đi xuyên qua một cái hang như thế này. Đó, trong cái hang nó cũng rất là đẹp ha. Này là mình thiết kế nha, chứ không phải là núi tự nhiên nha. Là chúng ta đi sâu vào trong đây, chúng ta xuyên qua núi và đi ra thì hết cái khu vực cái chỗ này thôi. Cả nhà cứ đi len lỏi trong đây. Đó, vậy chứ bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đó, hết một cái khu vực này. Cả nhà thấy không, ở đây cái bầu trời Phú Quốc nó trong xanh rất là đẹp. Cho nên là biển lúc nào cũng sâu trong xanh hết nè cả nhà. Và chúng ta lại tiếp tục tham quan các khu vực còn lại của suối Tranh nhé. Ở đây là những cái kiểu cảnh là do con người tạo nên nha. Chúng ta đi qua cây cầu, chúng ta đi sâu vào bên trong. Ở đây không khí khá là mát mẻ nha cả nhà. Nên chúng ta đến đây chúng ta có thể ở đây cả ngày luôn. Ngoài việc là chúng ta đi tắm suối, đi dạo quanh rồi chúng ta có thể mang đồ ăn vào đây, chúng ta tìm những cái chỗ mát rồi đó chúng ta sẽ tự tổ chức picnic luôn nha. Vừa mưa một đám mưa rất mát. Ở trước mặt chúng ta là một cái hồ nè cả nhà. Đây là cái hồ chứa nước từ trên thượng nguồn của thác suối Tranh đổ về nè cả nhà. Rất là mát nha. Khu này Nam thấy xung quanh có để rất là nhiều ghế đá cho chúng ta ngồi nè. Và chúng ta đi tiếp vào khu vực bên đây thì ở đây có rất là nhiều cái nhà kiểu cất theo kiểu cái nhà chòi đó cả nhà, nhưng mà theo kiểu Tây Nguyên. Đó, ở trong đây có những cái bộ bàn ghế cho chúng ta ngồi một nhóm khoảng 5-6 người ha. Đó, có từng cái chòi như thế này. Bằng lợp bằng lá ha, xung quanh đi bằng gỗ, nhìn cũng rất là đặc biệt cả nhà. Chúng ta đi sâu bên trong xem nha. Cả nhà thấy không, nó có những cái ghế cái đồ ngồi như thế này, nhìn thì mô phỏng giống như kiểu một cái hầm rượu đó cả nhà. Ở trên thì họ cũng lợp bằng lá, lợp bằng tranh gì đó. Chúng ta đi tiếp vào bên ngoài nè. Ở đây thì Nam thấy mọi người trồng cây xanh rất là nhiều, được chăm sóc cũng tỉ mỉ lắm. Và có những cái mô hình xích đu theo kiểu hình tổ chim ha, cho các bạn ngồi vào đây để chụp hình check in cũng rất là đẹp nè cả nhà. Thiết kế những cái tổ chim ha. Và ở đây Nam rất ấn tượng với gốc cây này, không biết là gỗ gì nha cả nhà. Anh chị nào biết thì để lại comment cho mọi người biết nha. Một khối gỗ rất là to nhé. Đó, cả nhà thấy không, người ta làm một cái mái vòm để người ta bảo vệ khối gỗ này, kiểu như gỗ nu, gỗ gì đó mà Nam thấy nó sần sùi lắm, rất là to nha. Và chúng ta đi tiếp qua các cái khu vực khác, các cái khu vườn. Rồi có những con thú làm bằng xi măng cho bé ngồi để chụp hình nè. Rồi có cả những cái nhà sàn
Đó. Chúng ta có thể đến đây chúng ta ngồi họp nhóm ở đây luôn. Có rất là nhiều tiểu cảnh cho chúng ta chụp hình nha. Rồi chúng ta đi sâu vào bên trong. Thì ngay khu vực này có một cái sân, thì ở đây thì có các cái hình người ta mô phỏng lại là những cái hoạt động của Tây Nguyên. Nào là cồng chiêng rồi đốt lửa trại nha cả nhà. Có thể đây là một cái lễ hội của một người dân tộc nào đó ha. Có các nhạc cụ dân tộc luôn cả nhà. Thì mình cũng không có tìm hiểu nhiều hơn, thì chia sẻ những hoạt động ở đây cho cả nhà xem thôi. Anh chị nào có am hiểu thì có thể chia sẻ thêm với mọi người nhé. Đây, họ đã dựng lại một cái hoạt động của những người dân tộc Tây Nguyên nè. Và chúng ta lại tiếp tục qua các cái khu vực khác trong khu Suối Tranh nha. Ở đây có những cái ngôi nhà kiểu nhà rông, nhà của người Tây Nguyên đó. Họ có thể để hội họp gì đó trong những cái hoạt động về cộng đồng như cả nhà, nằm trên những ngôi nhà như thế này. Và chúng ta đi vào bên trong đây thì Lâm thấy ở đây có rất là nhiều trưng bày những cái hàng lưu niệm. Trước mặt chúng ta là một cái trống đồng, kiểu trống đồng Nông Sơn của mình đó, để trong cái lồng kính được bảo vệ ha. Kiểu như là họ mạ vàng vậy cả nhà, mà chắc chắn là chắc không phải vàng thôi. Ở đây thì có các cái bộ ghế gỗ làm từ chạm khắc từ những cái bộ gỗ nha, rất có giá trị luôn nha cả nhà. Bên ngoài thì có một cái hồ rất là to, chứa nước từ thượng nguồn đổ về nha. Nếu ở đây họ thiết kế thêm nhiều chiếc thuyền chúng ta có thể bơi trên đây thì rất tuyệt vời cả nha. Ở đây Năm thấy rất là thiếu những chiếc thuyền, nếu có họ làm những cái chiếc thuyền ở đây để cho du khách họ bơi tới lui ở đây thì rất đẹp, rất thơ mộng luôn. Nhà này thì họ làm bằng, ở đây là bằng trúc, bằng tầm vong nha, rồi tre nữa, nói chung là chế tác thủ công hết á. Chúng ta lại đi ra khỏi khu vực đồ lưu niệm nha, chúng ta đi qua khu vực khác của trong khu du lịch này. Cả nhà thấy không, có một cái nhà rất là to, làm bằng lợp bằng tranh, rất đẹp nha cả nhà. Nhà sàn là bằng gỗ ha. Năm đảm bảo với cả nhà khi qua khu vực này thì các ông các anh rất là thích đây, vì khu vực này là Năm thấy ngâm rượu quý rất là nhiều, không phải là những cái bình rượu được cả nhà, mà nó là một những cái hồ rượu nha. Ở đây cả nhà thấy không, một cái cây đinh lăng mà khủng khiếp luôn cả nhà, ngâm trong một cái hồ giống như hồ cá vậy đó. Đinh lăng nè, rồi các loại thảo dược quý luôn ha, hồ nào nó rất là to. Khi chúng ta bước vào trong khu vực này chúng ta nghe mùi rượu thuốc rất là mạnh luôn nha. Đó, có thể là chúng ta đẩy nắp là nó cũng không có kín đó, cho nên nó bay ra hết cái khu vực này rất là thơm luôn. Và mình rất ấn tượng với những cái bộ ván như này, cả nhà thấy không, một khối gỗ nguyên nha cả nhà, không ghép nha, có độ dày nó cũng phải trên 20 đến 30 cm cả nhà. Ở đây là những cái dụng cụ cồng chiêng ha, những bộ bàn ghế này vô giá luôn cả nhà ơi. Cũng được các nghệ nhân chế tác này. Chúng ta lại đi tiếp qua các khu vực bên đây, những cái bồn rượu rất là to ha. Chúng ta lại tham quan các cái khu vực khác. Cả nhà thông cảm nha, mấy hôm nay Nam nói nhiều quá cho nên là giọng cũng không được tốt lắm. Rồi, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục tham quan các khu vực bên ngoài, và không để cả nhà chờ lâu hơn là chúng ta sẽ vào trong cái suối Tranh. Đó là một trong những cái chỗ chúng ta sẽ tham quan trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực này thì cũng để khách tham quan đến đây nhưng mà có vẻ là cũng chưa đưa vào khai thác nữa nha. Năm thấy cũng không có khách du lịch đến đây. Với một cái khu du lịch được đầu tư nè,
khá rộng, và để cả những chỉnh chu về các cái tiểu cảnh ở đây thì với giá vé 30.000 thì Nam thấy rất hợp lý ha. Thế, địa phương ở đây cũng khai thác để cho mọi người biết được nhiều hơn và thăm có cái chúng ta sẽ có cái điều kiện đến đây là để phát triển thêm ở đây nữa, cho nên là với cái giá vé gần như là Nam nghĩ là rất 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 rẻ luôn cả nhà, ở một cái khu du lịch lớn như vậy. Đây thì chúng ta đến đây thì có một khu vực kiểu nhà ăn ha, ta có thể nghỉ chân ở đây, uống nước nè, rồi mua cái một số đặc sản ở đây. Phía trước cái hồ thì cũng có rất là nhiều bàn ghế cho chúng ta ngồi nghỉ chân ha. Và đây là cái lối chính đi vào suối Tranh nha cả nhà. Bắt đầu từ cái lối này chúng ta leo lên các cái đoạn đèo dốc, đường thì cũng dốc đó nha nha. Chúng ta phải có sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua được nha. Theo tìm hiểu thì cái đoạn đường này chúng ta đi cũng tầm khoảng 2 km luôn, chứ không có ít đâu. Qua có nhiều cái khúc cua và chúng ta có thể dừng lại nếu mà chúng ta thấy chưa có khỏe thì chúng ta dừng một chút và chúng ta đi tiếp ha. Cả nhà thấy không? Khu vực này nó đẹp như tranh vậy cả nhà. Rất bình yên luôn nha. Trong cái khu rừng này nó rất là mát, gần như là người ta cũng để lại hoang sơ hết những cái suối này, nó cảm thấy nó vẫn còn hoang sơ hết, chỉ có là trên lối đi thì ở đây họ lót thêm những cái tảng đá chúng ta bước lên cho nó nhẹ nhàng để nó tránh sình đất khi trời mưa thôi. Nhưng mà hôm nay thì đã có một trận mưa rồi cho nên khu vực này khá mát nha cả nhà. Đó, chúng ta đi từ từ vào bên trong nè. Khi chúng ta đi hết cái con suối này đi thì chúng ta mới đến cái thác. Thật sự là có rất là nhiều người bỏ cuộc rồi cả nhà. Bởi vì suốt trên đoạn đường đi thì nó cũng không có gì mấy đặc biệt lắm. Nó cũng một màu thôi. Cũng có những cái suối như thế này. Rồi thỉnh thoảng thì cũng có một ít người họ tắm rồi họ cắm trại ở đây đó. Cho nên em thấy mọi người có khi đi đến nửa chừng là đi xuống rồi. Và chúng ta phải ráng một chút nữa thì chúng ta mới chiêm ngưỡng được cái thác suối Tranh ở cuối cái con dốc này nha. Cả đều có thiên nhiên hết. Nước ở đây trong xanh rồi, mát mẻ lắm nha cả nhà. Đó, nếu mà có các bé đến đây thì thật tuyệt vời, cho các bé tắm suối là rất là tuyệt vời cả nhà. Nước mát lắm. Và cây xanh cũng nhiều nữa. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục leo dốc nhé. Chúng ta xem xung quanh một chút xem chúng ta lại trình leo dốc luôn. Cho tới lúc leo dốc rồi chắc là không có nói nhiều, không chia sẻ nhiều với cả nhà đâu, mệt rồi đó cả nhà. Thật sự là phải có sức khỏe chứ không là Năm thấy có nhiều người bỏ cuộc lắm á. Chúng ta đi, thật sự ở đây thì nó cũng không dốc lắm nha, nó chỉ cũng có cái độ dốc một chút thôi. Chúng ta đi từ từ thì chúng ta sẽ đi được bên tới cái chỗ khu vực thác. Đi này cũng phải có sức khỏe à, leo quá trời. Mà nó cũng ngang chứ nó không có dốc thì cũng được. Chúng ta đi nãy giờ thì mới có 1/3 cái đoạn đường đi đến suối Tranh thôi cả nhà. Thác nằm ở trên trên nha. Chúng ta lại tiếp tục đi trên những con đường dốc cái này, chúng ta có thể chọn đi được trên đây. Chúng ta cũng có thể chọn đi phía bên dưới chỗ cái những con suối ha. Đó, nhìn thấy mọi người cũng đi ra chắc lên trên đỉnh rồi, mọi người đi xuống rồi. Đó, chúng ta có thể chọn những cái lộ trình đi như thế này. Từ từ đi thôi, chúng ta vừa đi vừa thưởng thức đỡ đỡ mệt và chúng ta có thể nhìn ngắm mọi cái cảnh vật ở đây ha.
Quá phê cả nhà. Thế bây giờ thì chúng ta đi được khoảng tầm gần 50% đoạn đường rồi. Bây giờ thay đổi caramel cả nhà. Nam lại tiếp tục leo lên con dốc này. Hồi nãy giờ cũng leo dữ, hôm nay cũng có sức khỏe đó cả nhà. Và chúng ta cũng nhớ mang theo một chai nước nha. Khi nào mệt thì chúng ta dừng lại, chúng ta uống vài ngụm nước, chúng ta đi. Chúng ta cũng không nên uống nhiều quá nhiều nước trong quá trình mà chúng ta leo leo núi leo dốc nha. Đó là kinh nghiệm của bản thân của mình. Chúng ta uống một ít xong rồi chúng ta lại nghỉ ngơi chút xíu, cũng đừng quá nghỉ lâu nha cả nhà. Chúng ta nghỉ lâu quá chúng ta đi lại chúng ta sẽ rất là nhanh mệt. Chúng ta cứ duy trì đi chậm chậm thôi, không quá gắng sức. Và chúng ta nên cúi người về bên trước một chút để tránh cái nó đổ ra, và nó cũng giảm cái lực trên cái đầu gối. Nếu mà chúng ta cảm giác đau thì chúng ta có thể bước bằng cái hình thức bước ngang nhẹ thôi đó, để tránh cái lực nó dồn thẳng vào hai khớp gối thì chúng ta sẽ bị mau mệt nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi đây. Trước mặt mình có một con suối, bây giờ mình sẽ rẽ xuống con suối này. Rồi, chúng ta đến đây chúng ta rửa tay nè. Chúng ta có thể rửa mặt bình thường nhé, nước cũng khá là sạch, nước rất là mát, cực kỳ mát luôn đó nha. Đó, khu này cũng đã gần được 50% đoạn đường đi rồi đó các nhà. Bây giờ Nam sẽ chọn cái đường đi qua những cái núi như thế này, quên là những cái tảng đá như thế này các nhà. Đá cũng lởm chởm, cũng trơn trượt nha, chúng ta phải cẩn thận nha, để tránh trường hợp bị trượt xuống đây là rất là nguy hiểm nha. Chúng ta quan sát kỹ và chọn những cái tảng đá nó chắc chắn và ít rong rêu để chúng ta bước lên. Đó, cả nhà thấy ở đây là đi cũng phải nhìn ngó và mang giày cho nó có cái độ bám nha cả nhà, chứ không mà trượt xuống đây là mệt mỏi lắm nha. À, chúng ta lại tiếp tục đi cả nhà ơi. Thiệt luôn, không biết cái thác ở trên đó nó đẹp như thế nào. Và chúng ta cũng phải hiếu kỳ lên tới tận nơi, chứ đến đây bây giờ chúng ta quay xuống thì chúng ta lại không được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp rồi. Dọc trên đường đi thì cũng có rất là nhiều người tổ chức cắm trại nè, rồi tắm suối ở đây. Bây giờ mình quyết định đi qua những cái tảng núi này, tảng đá này cả nhà. Cảm thấy có nhiều gia đình cũng dắt cái trẻ nhỏ đi đó. Mà trẻ nhỏ nó khỏe lắm nha cả nhà, đi nó không có biết mệt như mình đâu, mình thở như gì luôn chứ nó đi rất là khỏe. Đó, bây giờ đứng ở đây nghỉ chân một chút xíu rồi chúng ta lại tiếp tục nữa cả nhà ơi. Thở một chút xíu rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình lên. Bây giờ thì chúng ta đi được khoảng 1 km rồi, còn 1 km nữa thì lên tới chỗ khu vực thác nha, cái chỗ mà đẹp nhất cái khu vực này. Ở đây Nam thấy mọi người tắm rất là nhiều này. Chúng đây ở đây thì chúng ta có những hoạt động tự do nha, không có thu phí gì, chúng ta chỉ thu phí một lần trước cổng thôi. Vô đây chúng ta có hoạt động tự do ăn uống gì đó thì chúng ta bỏ gọn rác vào những cái sọt bên đường ha, để tránh giục vương vãi thì làm cực mấy cái anh chị dọn dẹp vệ sinh ở đây nhé. Đó, khúc này Nam thấy cũng đông người đi nè. Rồi mình đi qua những cái tảng đá này thì thấy cũng thoải mái cả nhà, rất là thú vị ấy, nhẹ nhàng, chúng ta cũng không có phải đổ dốc gì cả, nhưng mà phòng những cái trường hợp bị trơn trượt nha. Chúng ta có thể nắm vịn những cái cây này, chúng ta bước qua cũng dễ nha cả nhà. Giờ cũng đang hơi đuối đuối rồi, nhưng mà đây cái tiếng sát thác rất là lớn nha, tiếng thác lớn lắm, ồn lắm nha cả nhà, nó chảy từ lên trên cao xuống mà. Bây giờ đang tìm cái đường đi qua nhưng mà không có rồi, thôi mình quay trở lại đi bằng trên cái đường lộ đường đất cho người ta có tạo rồi, chứ đi lên mấy tảng đá cũng nguy hiểm đó cả nhà. Cố lên,
Rồi, đây mọi người đang tắm suối đây. Chút xíu thì chúng ta đã lên tới đỉnh chỗ thác rồi. Đi được hơn 50% đoạn đường rồi. Lúc này thì mọi người nhiều nè. Tập trung ở đây cũng nhiều nè. Ở đây là những cái cây, cái rễ cây á cả nhà. Nó ra nó bám xuống dưới để nó hút nước á. À, đây có những cái anh chị đến đây để tham quan nè. Chúng ta thấy cái thác cũng bắt đầu đẹp rồi cả nhà, rất là sạch và rất là mát luôn. Những cái hôm mà mùa mưa lớn đó thì cái thác này sẽ rất là mạnh nha, sẽ xiết lắm. Hiện tại thì mấy hôm nay mưa nhỏ thôi cho nên là cái lượng nước cũng ít, em thấy nó cũng vừa đủ để chúng ta vừa đi vừa trải nghiệm thôi, chứ nếu mà nước mạnh quá thì cũng đẹp nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm nha. Và chúng ta tiếp tục lên trên cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta còn có một đoạn ngắn nữa thôi là chúng ta đã đến đến chỗ khu vực thác rồi cả nhà, nhân vật chính trong ngày hôm nay nha. Đó, phía trước chúng ta là cái thác Suối Tranh này cả nhà. Đây là cái nguồn nước từ trên thượng nguồn đổ xuống nè, cả nhà thấy không, nó trong phát luôn. Wow, cả nhà thấy không, rất là đẹp. Đó, bây giờ là Nam đang có mặt tại cái thác Suối Tranh này cả nhà. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cái khu vực này. Ở đây nó có một cái hồ rất là to nha, mọi người có thể đến đây để tắm nè. Đó, dung nhan của cái Suối Tranh cả nhà thưởng thức này nha. Hiện tại thì ở đây Nam thấy có một cô bạn trẻ đang tắm cho nên là Nam cũng không có tiện để quay hết toàn cảnh cho cả nhà xem, tại vì thấy cái cô này đang đang tắm ở khu vực này đó cả nhà, và cũng có một người đã quay phim cho nên là mình cũng né, mình lấy cái phần thác thôi để tránh những cái trường hợp nhạy cảm, nhiều khi họ cũng mong muốn được cái hình ảnh ở đây. Ở cả nhà thấy không, mình đi ra đây mình dùng cái nước trong vắt nè. Ở cái chỗ này phía trước mặt nam mà người ta sẽ tắm đó. Đó, xíu cái cô kia lội qua ở đây tắm. Mình cũng né rất là nhiều để tránh những cái nước kim có cái hình ảnh của cô ấy. Cho cả nhà chiêm ngưỡng chút xíu thôi nha. Chứ mà không là vì vô tình đi vào đó thì lại đánh cho mình comment là vi phạm về này kia nọ, nó cũng không hay. Cả nhà thấy không, cái thác Suối Tranh rất là đẹp. Và đây là thác tự nhiên á, nên chúng ta sẽ xuống đây tắm và nằm nghỉ ở nước đây chắc là rất là mát được cả nhà. Em cũng chia sẻ với anh chị, đến đây anh chị ghé qua đây để tham quan nha. Nhưng đến đây thì đã hết mệt rồi cả nhà. Khi được lên nhìn ngắm được cái cảnh này là chúng ta sẽ thấy người nhẹ luôn. Và chúng ta chung một chút xíu chúng ta lại đi xuống ha. Cái xuống thì rất là khỏe luôn. Đây, cái khi cái thác này nó chảy xuống cái đường này ở dưới đây nè. À, mọi người không đi lên trên này thì mọi người sẽ tắm ở dưới đó. Mấy cái lúc mà mùa mưa lớn mưa lũ thì Nam nghĩ nó chảy rất là mạnh, chảy xiết lắm nha. Đó. Rồi thôi bây giờ thì mình lại trở xuống nha. Đi xuống thì cũng nhanh thôi cả nhà. À, chúng ta đi từ từ thôi thì tránh trường hợp bị trượt nhé. Rất là tuyệt vời và cũng xứng đáng cho chúng ta leo dốc hơn 2 km nha cả nhà, rất tuyệt vời. Chúng ta bây giờ chúng ta đi xuống thôi, đi xuống thì rất là nhanh và trong đây thì không khí rất là mát nha. Đây, chúng ta đi từ từ xuống thôi. Bước cẩn thận, chúng ta cứ đi từ thong thả xuống thôi, chúng ta vừa đi chúng ta vừa chiêm ngưỡng rồi hít không khí trong lành, không có gì phải vội vàng cả nhà. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng đã thấy nhiều bạn trẻ cũng chinh phục cái đường dốc núi nè, rồi thác nè, thấy không? Mọi người bạn trẻ khỏe lắm, đi dưới cái đường suối này cũng rất là mệt nha, có những chỗ chúng ta phải bò lồm cồm luôn tại vì nó trơn trượt lắm, không có chỗ bám lắm nha. Nam thấy cũng có rất là nhiều đoàn khách du lịch đi lên
để chiêm ngưỡng cái thác Suối Trần. Có clip dài cho mọi người xem là thấy cái đường biểu phòng như thế này. Ở đây chúng ta phải cần có một cái đoạn đường hay là phải có đủ sức khỏe nha, hơn 2 km để di chuyển từ ở chân của cái núi này lên tới trên thác nha, 1 km thôi nha. Nhưng mà ở đây được cái là không khí rất là mát, trong lành. Đây có những cái võng bắc bên đường cho chúng ta có thể ngồi nghỉ chân nha. À, cái nhà đừng có sợ nha, cái dây này nó khá chắc. Mình 80 kg thì mình ngồi thấy cái chắn ra nhà. Cho nên các chị cứ ngồi đi đưa thoải mái. Hồi xưa Thạch Xanh ở gì Thạch Răng đó là leo vào mấy dây này không băng qua đường được. Khi mà đây là mình xuống mình tới chân rồi, còn một chút nữa là mình đã xuống đến chân của thác rồi. Trời ơi, chúng ta đi xuống cũng nhanh thôi, còn một đoạn ngắn nữa là chúng ta đã xuống tới khu vực ở chỗ bên dưới rồi, chỗ cái hồ đó cả nhà. Rồi chúng ta lại tiếp tục cả nhà ơi. Rồi nghỉ một chút đi thôi, chứ chúng ta nghỉ lâu chúng ta đi lại sẽ rất là mệt nha. Để chúng ta leo những cái đoạn dốc như này chúng ta nên mang giày ha, đi cho nó khỏe. Đi xuống rất là nhanh nha. Bây giờ mình thấy là gần hết cái đoạn đường dốc rồi, chúng ta đi xuống. Và bây giờ điểm kế tiếp thì trong sáng ngày hôm nay luôn thì Nam sẽ chia sẻ với cả nhà về bãi biển Bãi Sao. Bãi Sao nha, đây một cái bãi biển rất là đẹp, Nam cũng thấy mọi người đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đây cũng nhân tiện chuyến đi này Nam cũng chia sẻ tiếp cho mọi người thôi. Khi chúng ta xuống gần cái hồ thì có một cái luồng gió rất là mát nha, khu vực này mát lắm đó nha. Có lẽ là nó tạo một cái hiệu ứng như thế nào đó. Ở trên gần thác thì nó không mát lắm đâu, mà xuống khu vực này rất là mát, gió rất là nhiều luôn. Nam thấy mọi người tổ chức cái picnic ở đây nè, đó là thấy không? Một nhóm người nè. Đây, mọi người đang một cái gia đình họ tổ chức ở đây nè cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta lại đi ra ngoài cổng nha, đi ra đó để chúng ta lại tiếp tục cái hành trình. Mình cũng còn khoảng 2 ngày ở trên đất Phú Quốc, và chúng ta sẽ có tham quan tất cả các khu vực Địa Trung Hải nè, rồi thành phố đã giống như là kiểu thành phố ngủ quên này cả nhà, rồi Ranger. Có những cái khu mà phải nói là rất đẹp, và chúng ta vào đó để chúng ta tham quan du lịch. Anh sẽ chia sẻ hết với cả nhà các hoạt động như vậy, những thành phố ngủ quên và không ngủ. Ngủ quên có nghĩa là không thấy bóng người thôi, còn khi mà khách du lịch đến thì nó gần như một đêm không ngủ cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hành trình qua khu vực biển Bãi Sao nha. Bãi Sao đây là theo như mọi người kể thì chắc là rất nhiều sâu biển, nhưng mà thật sự là không có nha. Nằm thấy hầu như không có sâu biển. Và ở đây biển nó rất đẹp, cát trắng muốt luôn cả nhà. Và được biết thì ở đây là cát trắng người ta mang từ nơi khác đến, người ta bơm vào đó, chứ không phải ở đó là cát trắng nha. Nên là cả nhà thấy ở đây biển rất sạch, có những cái hoạt động trò chơi vui chơi ở đây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hành trình nha. Bây giờ cũng giờ giữa trưa rồi, và chắc chắn mình cũng sẽ tìm một cái nơi nào đó để ăn trưa và tiếp tục chia sẻ với các cả nhà những hoạt động ở đây ha. Cả nhà nhớ đón xem clip tiếp theo của Nam nha.